Thì anh sinh năm 68 ha. Đúng rồi. Mình ở Mỹ là Long Khánh, Đồng Nai. Anh tháng mấy anh? Tháng 8. Rồi. Thì nó xem qua mấy cái video clip mà mình xem cho khách chưa? Đó là cách xem á. Cũng xem rồi, xem rồi. Thì trước tiên mình sẽ nói về tính cách của anh trước nha. Đây. Nghe tay phải không? Tay trái đúng không? Mình xem thì mình hay nói thẳng, nên là cái gì mà nó đúng rồi, tốt xấu thì mình sẽ nói nha. Đúng rồi, chính xác, phải nói thẳng. Vậy mình nói trước là vậy. Rồi, con cái của anh nè, nó cho thấy là ở anh á, cái khả năng ý chí vươn lên của anh rất là tốt nha. Và mình có cái bên mặt phượng nó đến là cái sự thông minh, nhanh nhạy, giỏi giang, rồi cái trực giác về một cái sự việc gì đó tốt xấu hoặc con người tốt xấu gì đó ở anh nó trước nó rất là tốt nha. Cái này của anh thì cái ngón trỏ, tức là mình trong cái tính cách của mình ấy, thì nó tốt, nhưng mà nó có hơi có phần cái sự cá nhân ha, so với tập thể nó làm một việc gì đó ha. Thì nói về anh biết ha. Rồi còn cái ở anh là cái khả năng chỉ huy lãnh đạo rất là tốt nè nha. Cái ngón tay của mình nó cũng khá là đầy đặn nè, thì nó đến về cái phong đức tổ tiên của mình rất là tốt nè, rồi mình giao lưu xã hội rất là giỏi nha. Với anh, khả năng anh nói của anh cũng rất là tốt nha, nó là khả năng anh nói của mình là xuất sắc á. Bàn tay thì là tay trái ha. Bên tay thì cho thấy là mình cũng như cái tầm tuổi anh năm nay là anh 56 âm rồi ha, 68 là 56 âm rồi, thì nó cũng sẽ nói đến là ở mình đó, khi mà cái tầm tuổi này nếu mà mình không đi làm nữa thì mình cũng con cái mình nó cũng hiếu thảo ha, mà mình khi mình cần gì là nó cũng sẽ đáp ứng cho mình. Với hai bàn tay này thì vợ chồng nó sẽ có cái sự hỗ trợ cho nhau cũng khá là tốt, yêu thương ha. Cái ngón trỏ, cái ngón giữa và cái ngón này nè, đầu nó hơi tắt rồi nha. Thì cái này mà anh cũng chứng tuổi rồi, mình chỉ nói lại thôi. Thì khi mà ngón trỏ và cái ngón áp út á, nó hơi tắt cái đầu, thì nó cũng sẽ nói đến là trong cuộc sống vợ chồng ấy, là nó sẽ có cái như mỗi người có một cái ý riêng á. Khi mà mình bàn đến một cái vấn đề gì trong cuộc sống đó, thì nếu mà mình chưa nói hết cái tính cách của anh, thì đôi khi cả hai vợ chồng mỗi người mà mạnh mẽ tính cách quá, mình không có nhường nhịn nhau, thì nó sẽ dẫn đến cái sự ly tán hôn nhân và vợ này chồng kia ha. Nhưng nào nếu mà mình có sự kiềm chế tốt thì mình sẽ giữ được ha. Như cái tôi, cái tự ái của mình nhiều quá ha, là mình sẽ bị dễ bị đan vỡ đó. Mình cái tôi tự ái của mình nhiều nè, khá là nóng tính nha. Giữa lòng bàn tay anh con thấy cái dấu ít nè nha, hai bên đều quán. Thì nó nói đến là anh á, là mình cũng có cái sự thương người giúp người nè, rồi mình tin tưởng người ta nhiều quá, có thể trong làm ăn này nọ mình sẽ dễ bị thất bại về cái vật chất, rồi là mình cho người ta vay mượn á, mình không đòi được là mình vay mượn giúp người ta là mình có người ta trốn là mình gánh luôn ha. Thì đó như là những cái điều nó sẽ đưa đến cho mình về những cái thất bại mình có thể gặp được trong cuộc sống nha, về vật chất á. Rộng rãi thoáng nha, về tình bạc vật chất nha.
là cũng biết quản lý tài chính á nha, chứ không phải là mình hoang phí này nọ nha, quản lý tài chính cũng khá tốt. Đây thì đây mình cũng chứng tuổi rồi, nó vẫn còn cái khe này ha, nãy anh cởi nhẫn ra thì nó cũng thể hiện được cái khe, tức là nói đến là trong cái trung niên của tuổi trẻ của mình, nó khi mình làm ra tiền nhiều nó vẫn bị thất thoát nhiều ha, nhưng mình đến tuổi già thì có cái mình chứng tuổi rồi á thì những điều này có thể nó sẽ bớt đi ha. Cho mình có đường âm đức tổ tiên rất là tốt nè, nó kẹn cho anh những cái nạn nè, lúc còn trẻ nè nha, thậm chí là cái nạn này anh thấy ngoài 20 nè, có cái nạn nhiễm khá là lớn nè nha. Đó, cái này là khoảng 30 nè, 30 40 độ lại nè, có 2-3 nạn khá lớn nè. Rồi cái này mình nói sơ thôi, xíu mình sẽ nói về cái chi tiết năm nào nha. Rồi về tính cách mình nói vậy nha, mình sẽ giờ mình xem về cái công việc, cái cuộc sống của anh từ cái quá khứ như sao cho đến hiện tại này nha, năm quá khứ nó đã trải qua như thế nào nha, rồi sẽ xem tiếp từ cái năm nay cho đến những cái năm cuối hôm qua nha. Phần này mình ngưng tí tại mình sẽ cần. Rồi mình sẽ nói vào cái công việc cuộc sống của anh là về từ cái quá khứ đến nay ha. Thì trước tiên mình nói về những cái thành công trong cái quá khứ cũ của anh từ cái hồi trẻ, từ lúc anh biết kiếm tiền này nha. Thì theo tay mình thấy á, là anh đã có những cái thành công nó đến cũng từ cái sớm, mình thấy đó, có từ bắt đầu từ năm 30 á nha. 30 hoặc sát 31 thôi là anh có một cái thành công nó cũng tương đối khá lớn nha. Rồi tiếp đến xa hơn á, là mình thấy là khoảng năm 35 nha, là 35 nè đến 37 40 à, hai cái thành tiếp hai thành công này nó cũng tương đối cũng rất là tốt nha. Rồi đến đến xa hơn tí nữa, mình nói về quá khứ xa anh đáng cố gắng nhớ nha. 7 năm nay anh 56, mình sẽ nói đến 20-30 năm cũ nha. À, rồi đến nữa là khoảng năm 43-44 á, trong vòng 2 năm đó là anh có một cái thành công nó cũng lại tương đối cũng khá là tốt nữa nè nha. Rồi đến xa hơn tí nữa là ở năm khoảng năm 46 và năm 48 là tiếp đến hai cái thành công ở trong khoảng gần trong 40-50 của anh nha. Tức là trong quá khứ đến nay mình thấy trên tay của anh thể hiện là nó khoảng ít nhất là phải 5-6 cho đến 6-7 cái thành công, mà anh thấy là cái thành công nào nó cũng tương đối là khá tốt nha, chứ không phải như người ta thành công nó nhỏ. Thì những thành công này nó sẽ đưa đến cho anh những tài sản vật chất nó khá là tốt nha. Những gì anh đã có cho đến trong cái quá khứ cho đến hiện tại này, đã có ở trong cái cuộc đời của mình nha, từ lúc mình biết kiếm tiền này, có thể là mình được thừa hưởng hoặc có thể mình làm ra, mình tạo việc ra nha. Mặc dù mình có bán đi chăng nữa thì nó vẫn là những tài sản mình đã có trong cuộc đời nha. Rồi thì cái đó là mình nói về những cái thành công mà ở trong cái quá khứ của anh nha. À, mình sẽ nói về những cái năm từ 20 tuổi trở ra, những cái năm mà anh đã trải qua như thế nào từ cái lúc anh bắt đầu đi ra kiếm tiền nè nha. Thì mình thấy ở khoảng 20 trở ra thì khoảng năm 22-23, tức là những năm bắt đầu đầu đời của anh á, thì hai năm này nó cũng có sự khó khăn, nó nhưng mà nó dần dần nó lớn lên là bắt đầu khoảng từ năm 25 là 26 rồi cả 27-28 là mình thấy khó khăn nó càng lớn dần lên nha nha. Và ở trong khoảng những năm ví dụ như là 25, 26, 27, 28 ấy, là cái công việc của anh ở những khoảng thời gian đó nó không có sự ổn định, nó có thử thay đổi trong vòng mấy năm đó nha, thay đổi liên tục trong mấy năm đó đó. Rồi tiếp đến xa hơn ra ngoài 30 thì mình thấy nó là khó khăn nó đến là ở khoảng năm 32, 33, 34 nha. Rồi 36, 37, 38 cả 39 là những năm này á, là khó nhiều là ở khoảng năm 32 nè, 34 nè nha, 36, 37, 38 nha. Đó thì những hồi nãy mình có nói đến với anh là những thành công nó cũng xen kẽ ở trong khoảng những thời điểm này nha. Thời điểm mấy năm hồi nãy mình nói 35, 37 rồi 38 rồi đó ha, mấy thành công nó đến với anh thì
trong những năm này anh vẫn gặp khó khăn lớn đến với mình, cực lớn ha. Cơ thậm chí là mình thấy có những cái đường cái nạn lớn nó cắt ra khá là nhiều nè, từ cái quãng mà trước 30 của anh nha, mình thấy là khoảng năm hai mấy đó anh có gặp hai cái nạn nó tương đối khá lớn nè, thậm chí là có thể như mọi người tâm linh họ nói là anh có cái nạn chết thuộc nè nha, tâm linh thầy bà nói là chết thuộc đó nha. Nhưng mà theo mình theo khoa học thì mình chỉ nói nó là cái nạn bình thường, nó đem đến cho mình cái khó khăn gì, có thể là mình bị tai nạn xe hoặc là mình sông nước mình bơi mình bị chết với gì đó ha, mình cảm giác là nó giống chết thuộc nha. Cái tâm linh thì nói nghe nó hơi ghê thôi nha. Thậm chí là ở năm 35 á ha, là hồi nãy mình nói anh có thành công thì trước đó cái năm 34 anh gặp cái nạn gì đến khá lớn nè nha. Thì có thể nó sẽ đưa đến cho anh về những cái thất bại về vật chất ở trong cái thời điểm đó ha, hoặc là có thể là tai nạn hoặc là gì đó anh đã làm cho anh phải ảnh hưởng cái vật chất nha. Từ 40 trở ra ha, cái năm 41 nè ha, rồi 41 rồi gần 44 nè, hai năm này là cũng có hai cái nạn khá là lớn nè nha, nó cắt cái đường sinh mạch của anh ra thì anh nhớ lại nha. Thậm chí xa hơn đi nữa là gần khoảng năm 47 48 49 á, là mấy năm đó là nó cũng có những cái nạn nó đến liên tục với anh ở trong thời điểm đó, mặc dù thành công có đến nha. Còn nếu mà sát thì về cái thời gian gần đây á ha, là ở 50 đổ ra là mình thấy có cả năm như 52 53 thì 53 là nó vào cái năm hạn của con người ha, còn hạn 49 là cái hạn năm tuổi của anh nha. Thì vào mấy năm này mấy năm đó là mình thấy anh đều có khó khăn ở đấy nè nha, hoặc là gần đây ha. Năm nay anh 56 thì mình thấy như là trong cái năm trước á anh cũng có một cái việc gì đó nó cũng đến nó cũng khá là tương đối nó phải quá lớn, mình thấy là có nha. Năm nay 56 anh là mậu thân, tức là anh đang ở trong cái năm tam tài thứ hai, năm nay năm tam tài thứ hai nha, và năm tới là tam tài thứ ba. Thì theo trên tay á là mình thấy nó đang thể hiện á là một là năm nay, hai năm tới nó sẽ có một cái nạn gì tương đối khá nha, anh phải cẩn thận nhanh đến năm nay và không năm tới nha. Tại có những người thì cái nạn mà thường của tam tai nó đưa đến mình khó, thường nó sẽ đến sớm hoặc nó có thể đến chậm tí nha. Thì mình cái này là mình nói cái quá khứ của anh từ 20 tuổi cho đến nay á nha, những thành công anh đã trải qua nha, những cái năm mà khó khăn lớn của anh hồi nãy mình đã nói, những cái năm nào nó khó khăn cực lớn á thì nó sẽ có thể nó đưa đến cho anh về cái thất bại về cái vật chất của cái nạn Covid này nha. Theo quý vị cái tay mình thấy anh nó là về cái nạn nhưng mà thất bại về vật chất á thì ít, là anh phải gặp cái nạn nó đến ở khoảng mức 5-6 là thậm chí là gần mức 8 nha, 8 á, thứ 8 5 6 hoặc 8 ở đây, thậm chí là mức 3 nè, mức 2 mức 3. Thì mức 2 mức 3 thì nó là những mức nhỏ. Thì mình nói giải thích lại ở đây là những cái mức này nó chia làm, mình lấy cái khung 10 phần tài sản của anh có một cái thời điểm bất kỳ. Ví dụ như là cái năm 30 anh có thành, anh ở cái tuổi trẻ của anh có cái thành công nó tương đối khá lớn ở thời điểm đó đi. Mình quy theo cái tiền vật chất bây giờ là thời điểm đó anh thành công, anh kiếm được 1 tỷ. Và anh gặp cái thất bại là 5 phần 10 cái tài sản của mình, tức là bao gồm những gì anh có, nhà cửa, đất đai, tiền bạc và mình dành dùm được, mình thất bại hết 500 triệu. Đó là anh gặp cái nạn 5 phần 10. Thì hồi nãy mình nói với anh là anh phải có những cái nạn lật vặt như 2, 3 nè, 5, 6, 8 ha. Đây là những cái nạn anh phải gặp. Thì nãy giờ mình nói những cái năm nào nó khó khăn cực lớn với anh á, những thời điểm khó khăn cực lớn là mình thấy anh đến cũng khá là nhiều á nha, cũng phải 6-7 nạn nó chứ không phải là ít, từ ngay cả trước tuổi 30 là 1-2 nè nha, 1-2
3 là 4 nè nha. 5 nè, 6 nè. 7 nè nha, thậm chí là gần 50 cũng có nè nữa nè ha. 8. Nhiều á, anh 8 9 thời điểm anh đã gặp những cái nạn tương đối khá lớn nữa nha. Ừ, nạn tai nạn cũng nhiều. Ừ. Đó. Nhưng mà giống như kiểu mình nghĩ là giống như có mũ đỡ ấy. Ừ. Cái đó là tai nạn kiểu như cái, nãy mình có nói cái âm đức tổ tiên của anh á che chở che chắn cho anh khá là nhiều nạn trong cái quá khứ. Ừ, nhiều nạn lắm. Nạn tưởng như chết nhưng mà lại bình thường không bị xuất sát gì. Ừ. Như là nạn rất là ghê gớm. Quá nạn. Ừ. Nhiều. Nó sẽ đưa đến cho mình về những cái thiệt hại vật chất nha. Thì nhiều, nãy giờ mình nói với anh á là những cái nạn 8 9 nạn như vậy á thì trong đó nó có mấy cái nạn về những cái vật chất tài sản á. Ha, với anh đã gặp đủ những cái nạn mình nói nè, 2 3 5 6 8 ha. Thì 8 ở đây tức là cái thời điểm đó mình gặp về cái thất bại về vật chất nó khoảng nó gần ở ngưỡng đưa mình gần về trắng tay. Nha. Ví dụ như thời điểm anh có 10 tỷ anh thất bại 8 tỷ còn 2 tỷ thì nó cũng gần như là gần trắng tay. À, đó là mình cái này. Nó là cái điểm nào? Là cái này. Nha. À. Đó là cuộc đời anh phải gặp nó. Nha. Thì anh nhớ là trong quá khứ những thời điểm mình nói anh vừa gặp khó khăn nạn nhiều nạn lớn á, anh đã gặp may mắn gặp nó rồi là nó sẽ không còn nữa. Nha. Còn nếu mà mình chưa gặp á là nó sẽ còn đến với mình ở trong tương lai nha. Vừa rồi mình xem cho chị khách 71 tuổi ở Hồ Chí Minh đó. Hai vợ chồng nhà 50 nhà và đất là coi như là cả 10 phần đó. Nhà 4 năm căn đất 4 năm phần thì đến tuổi 69 là cái nạn nó đến là mất gần sạch hết. Ừ. Nhưng mà như thế này mình không biết có biết ngày là năm nào bị. Ừ. Năm nào là hồi nãy mình nói với anh những cái năm mà khó khăn đến cực lớn đó. Thì ở đây video clip mình quay rồi là khi mình gửi cho anh nghe lại vào những cái năm đó ha. Tay anh thể hiện là cái công danh nó đến là mình thấy là trước 30 nè nha. Trước tuổi 30 khoảng xích xoát là khoảng tầm 27 28 là công danh anh đã phát triển rồi. Nó tạo cho cái công việc của anh nó thuận lợi nha. Có đường nó có đà nó bước phát triển cho mình, cho dù cái nạn nó đến khó nhưng mà nó mình thất bại đến nhưng mà mình lại gặp lại cái thành công nó đến, nó tạo cho mình những cái bước phát triển lên ở trong cái sự nghiệp của mình nha. Công danh nó phát triển sớm nè nhưng mà nó bị cắt ở những cái năm là 29 nè, 29 là 32 nè, rồi 34 35 nè, những cái thời điểm đó là 30 37 nè, 38 39 là những thời đó cái đường công danh anh nó cũng bị cắt nè nha. Từ 40 trở ra thì công danh của anh là mình thấy nó xuất hiện là nó đi những đường sông đô sông ba nè nha. Đó đường đi vào tâm nè. Nhìn lại bên đây. Cái tấm này phải cái chỗ này nó hơi ủa sao mình xem bên phải nhỉ? Sao bố trai ta trai bên trái? Ngoài 30 tuổi là mình xem cái phải. À 30 tuổi trở xuống là xem cái quá khứ nhỏ. Ừ. Tay anh nó có độ phát khá là lớn khi mà anh bước vào tuổi từ 42 43 trở ra nè nha. Cho đến đến thời gian gần đây á ha. Ví dụ như năm 2 năm 3 là cái độ tuổi anh nó phát từ khoảng 42 43 trong cái đến năm 2 năm 3 rất là mạnh ha. Cái sự nghiệp của anh á. Ừ. Thành công cũng đến nhiều thời điểm đó. Trong cái khoảng thời gian đó thì những cái thành công hồi nãy mình có nói rồi đó, cái năm nào đó. Ừ. Vận may của anh vậy, bắt đầu 42 43 nó cũng phát triển rất là tốt nha. Thậm chí là bây giờ vận may của anh nó vẫn đang còn, mình thấy nó cái đường vận may của anh nó vẫn còn nó khá tốt cho đến tận 58 á nha. Nhưng mà 1-2 năm tới là tức là và năm nay năm tới ha, mình đã nhắc anh rồi ha, cẩn thận năm nay và năm tới có thể là nó sẽ đến trong năm nay hoặc năm tới. Mình kinh doanh làm anh nhiễm vậy, thứ nhất là anh phải cẩn thận mấy cái năm tam ta này, nếu mình đầu tư lớn quá
đừng đầu tư lớn quá nha, là vừa vừa thôi, cũ mình làm sao làm vậy, đầu tư lớn sẽ nó dễ đưa đến cho mình cái thất bại nha. Như hồi nãy mình đã nói là anh kiếm tiền khá là giỏi nha, nhanh nhạy, cho nên là từ cái trước 30 tuổi rồi anh luôn có những cái thu nhập của nó đến không đến từ một nguồn mà luôn đến từ hai nguồn trở ra nha. Tức là anh kiếm được tiền từ cái công việc chính của anh rồi là kiếm tiền lại được từ nơi khác nha, đó là như vậy, ý nghĩa vậy, và nó luôn điều đó nó luôn diễn biến từ cái quá khứ cho đến nay nha. Và cái tay của anh thể hiện á, là cái đường thu nhập của anh thậm chí là bây giờ đến nay nó vẫn luôn còn 2-3 đường như vậy nha, thậm chí tới 60 vẫn còn. Và bàn tay này cho thấy là ngoài 60 anh vẫn còn đường tiền vào, tức là anh vẫn sẽ kinh doanh, ngoài 60 tuổi anh vẫn làm kinh doanh ha. Có thể là mình có tiền đầu tư đất hay là cái gì đó ha. Để năm 8 năm 9 nha, đây nó có đường cắt ở thời điểm đó đó. Thì thường những năm này á, là nó sẽ đưa đến cho mình về từ cái sức khỏe ha. Thì tay anh là anh cũng phải cẩn thận, nó có những cái đường mắt xích, đường xích nè ở trên cái đường sinh mệnh này, thì mình phải cẩn thận về những bệnh về cái đường ruột, đường tiêu hóa mình nè nha, như bao tử rồi này nọ đó nha, đại tràng này nọ. Nhưng mà bàn tay này thì cũng thể hiện anh là người cũng là yêu thương lo lắng gia đình nha, mà cũng có cái sự phụ tâm của mình nha, tức là mình lo lắng cho gia đình nhiều á. Đây này về như phần tâm linh ngoài Bắc á, nói là anh có bà mánh đi theo phù hộ nè, phù hộ cho mình trong cái đường tiền tài á. Cái này trước giờ có ai nói anh chưa? Không khó. Mình có cái đường thành công khá là đẹp nè. Những cái người xem những người có tài sản tương đối khá tốt đó, họ mới có những cái đường thành công này, với những đường lộc thiên tạo cũng rất là đẹp. Còn trong công việc á thì anh cũng hay có sự vay mình tiền bạc này làm á, nợ ha. Có thể mình đầu tư kinh doanh cho nên là mình cần xoay vòng vốn, mình vay ngân hàng là vay gì đó mình làm đầu tư, mình thấy có những cái khoản nợ nó bắt đầu từ cái tuổi 30 mà nó ra nè nha, nó nợ đến cục nợ để lên liên tục nè, nhưng cứ hết xong rồi lại có, hết lại có. Còn nhà cửa thì mình thấy á ha, theo trên tay thì ít nhất là trong cuộc đời anh từ trước đến giờ ít là anh phải trải qua từ 3 căn nhà rồi, đó ít là phải có 2 căn nhà lớn nha. Cái bàn tay này thì nãy theo mình thấy là khoảng ít nhất 5-6 năm nay á mà kiếm tiền được, nhưng mà tiền nó cũng thất thoát ra khá nhiều nha. Cái đường phát tài mình đấy, nha, nó rõ như thế. Đúng là rồi. Cái tiền bạc nó ra cũng khá nhiều lắm. Nói chung là tiền vào ngày tỷ ra khoảng cứ gần tỷ. Thật có ngày kiếm tỷ luôn, nhưng mà ra tỷ thì cho mượn đấy. Công việc mình mà nó mỗi rồi, người kinh doanh, nói chung là mà mấy năm nay là vào nhiều ra nhiều kinh khủng luôn.
quan trọng là hậu vận tốt không, làm ăn có được không thôi. Tay như hồi nãy mình nói đấy, nay cho đến ngoài 60 công việc của anh nó liền thu nhập nó vẫn luôn từ hai nguồn trở ra nha, và nó cái đường thu nhập này nó vẫn rất là rõ, cho nên là công việc của anh nó vẫn là tốt, nhưng mà phải cẩn thận là năm nay năm tới nha. Tiền vẫn còn vào tốt. Mà mình cái chính ví dụ như là bây giờ là mình cái mạng mình nên kinh doanh cái gì tốt nhất? Ví dụ là mình sẽ sở hữu về tài sản tốt, nhà cửa đất đai nhé, và mình cũng sẽ làm được về bất động sản nha. Tức mình là mình làm nó là mình sẽ có lộc nha. Ừ. Bất động sản làm 10 năm đó. Nhưng mà năm nay thì nói chung là thấy già nặng luôn. Hiện tại bất động sản mấy năm nay mình thấy bị chứng mà. À cũng vậy. Thì vì nếu nói đất bây giờ của mình khoảng cỡ mười mấy miếng, mười mấy hết. Chung là đất nhiều quá, nhưng mà tiền cũng nợ nhiều. Nó là làm to, tiền to sông lớn. Nó là như thế đấy. Cái quan trọng là xem, nhưng mà xem tồn tại được không. Tiền to sông lớn không? Đấy. Chứ còn nếu nói về tiền thì khoảng cứ 5-7 năm nay được có ngày thu 1-2 tỷ là bình thường. Tay của anh thì cái hậu vận của anh là vật chất nó vượt mơ ước. Nó báo về vượt mơ ước. Với về cái hình chặt hai cuộc liên chặt của mình nó cũng khá đầy đặn, khá là tốt nha. Nó là nói về những cái tài sản mình sẽ sở hữu trong đời nó rất là tốt. Cầm nói chung cầm cũng đầy. Cái quan trọng hậu vận ok là gọi là dư tí là được. Hậu vận nó rồi đó, tay anh nó thì là tốt, vật chất mình nữa. Nơi mình có hai cái đường pháp lệnh nè, tay mình đã nói tốt rồi, có được hai đường pháp lệnh nữa, nó giúp cho mình, hỗ trợ cho mình trong cái làm ăn kinh doanh mình nói, thuyết phục người ta, đang như là bị bỏ bùa, mình nói người ta dễ nghe. Nhưng mà mình nói bằng cái tâm mình làm bằng cái tâm, đừng nói sai. Không, tâm mình, bên này thì tâm tốt, tâm được thì thương người thôi. Nói chung là mình lúc nào cũng chịu thiệt thôi chứ không có. Thì mấy mình nói rồi. Cái tay nó vô ít, tức là mình sơ người, mình giúp người. Ví dụ như làm chung, ví dụ như đầu tư chung thì mình bao giờ để nhóm tự quyết định. Mình bao giờ phần thiệt rồi mình, bao giờ nghĩa là mình không có. Mình còn mình làm riêng thì bản lĩnh của mình khác. Còn nếu mà làm chung hoặc là giúp đỡ anh em giúp hết mình luôn. Về tiền bạc vậy. Có người tôi giúp đến 10 tỷ. Đấy, nói như thế. Bây giờ người ta cũng nằm vào cái cảnh mua đất cũng bị nợ, thế bây giờ người ta cũng không trả được đó, thì sau này người ta bán đất được thì người ta mới trả mình hoặc là gì đó. Nghĩa là bây giờ nó đang rơi vào tình trạng cũng giúp nhiều. Mình thật ra nói đúng, tôi xem nhiều thì thấy có 2-3 chữ X là một, thấy cái hai bất phượng hai này người ta nói là hay thương người, đúng thật, tôi thương người cực kỳ, thương người. Cái mình thấy người ta năn nỉ cái gì cái này mình có thể là mình giúp mà nó... nhưng mà phải là người quen nhá, người thân nhá, chứ không phải ai giúp người đó. Nó cũng dễ đưa đến cho mình những thất bại đấy, người bại làm ơn mất đấy. Đúng rồi, trong cái thời điểm này mình cảm nhận như là bị thất bại cái chuyện đó, có thể là mình rút ra được cái kinh nghiệm đó đấy.
mấy năm tới để anh để ý năm năm tới là năm 57 nha, thậm chí là mình để ý 58 59 nha, có thể là 59 đấy, nó sẽ đi đến đó là năm tới là 59 có khả năng đi sẽ đến cho anh về cái mất mát tình bạc hay là sẽ đi đến đây đang từ hiện có. Mặc dù công việc của anh thì tiền nó vẫn vào tốt đó, nhưng mà nạn thì vẫn có, vẫn sẽ đưa mình về mất mát tình bạc. Rồi anh hỏi gì anh hỏi đi. Thì cũng chỉ hỏi là cái nói chung là cái về tiền vận ấy, thì thật ra nói thì nó mình làm nhiều mảng lắm, thành ra nó cũng ra nhiều vào nhiều. Nói chung là xuất phát của mình là dân kinh doanh buôn bán đó, nên là vào nhiều cái đấy thì nó thật cũng không thể nhớ được, nhưng mà nói thật ra nó là dòng tiền vào dòng tiền ra rất nhiều đó. Thì bây giờ mình chủ yếu nên mình nói với anh là những cái thời điểm thành công và những cái thời điểm mà đưa đến cho anh những cái khó khăn lớn, khả năng thất bại bản chất á ha, nó xen kẽ với nhau khá là nhiều, từ bắt đầu từ giai đoạn từ cái tuổi 30 ha cho đến cái tầm 49 á ha, và nó đến khá là nhiều, nhất là thời 30 cho đến 42 á ha, nên thành công với thất bại nó cứ đến liên tiếp ha. Đó thì như anh đang nói á, quan trọng là bây giờ mình xem là cái hậu vận có nghĩa từ nay đầu đi ấy. Hậu vận này nay mới nói anh rồi đó. Thì là xem là cái thu nhập là một, thứ hai là mình đối chiếu làm sao mà là ví dụ như là cái nợ nần mình liệu có lấy được không hay là nó như thế nào. Đấy. Cái quan trọng là có lấy nợ không. Thì còn mình thì mới mở chung một công ty với một anh nữa, mới khai trương được hơn một tháng nay, là ở bên gọi là vật liệu xây dựng, có nghĩa là làm một công ty là san lấp vật liệu xây dựng đó, thì không biết có thành công không, nghĩa là vốn là 50-50 anh em làm chung đó. Thì là thật ra mà làm thì chung thì đã chung rồi, chung trước rồi. Nếu mới mở đây thì mới mở một cái văn phòng thì mới là mới mở. Từ trước mình đã làm chung rồi, nhưng mà đã san lấp ở bên sân bay rồi, nhưng mà thật ra mà làm ở bên đó thì bây giờ vẫn chưa lấy tiền. Nói thật, mà đang đọng 5-7 tỷ bên đó nữa. Đó, nhưng bây giờ làm chung tiếp thì làm chung cái này thì nó cũng liên quan đến san lấp các thứ, nhưng mà có điều là mình bán phụ kiện ví dụ sắt thép các loại, cát đá. Đó. Thì mình làm cái đấy liệu ổn không hay là như nào, cho mình nghiên cứu thôi. Đó. Thì là vẫn đang phục thù cái bên sân bay này, có nghĩa là bên sân bay vẫn đang phục thù đó. Mày Long Thành gì? Đúng rồi, vẫn đang ký rất nhiều cò cho mình để chuẩn bị ký từ đầu năm rồi, rất là nhiều. Nhưng mà chưa. Tức là bây giờ anh muốn hỏi về cái mặt của anh và cái mặt người đó hợp tác với nhau nó có tốt hay không hay sao? Đúng rồi, có tốt hay không với này, xem là liệu là sau này làm ăn cái đường làm ăn tốt không? Có nghĩa là nếu như mà nó không tốt mà nó cứ bị đuối đi thì mình tốt nhất mình làm ít, đúng không? Anh mình biết, không hy vọng. Anh phải biết tuổi đó. Cái tuổi đó thì sinh năm 73, Quý Hợi, à Quý Sửu, đúng rồi. Mình yếu à. Rồi thì cái phần này mình giải cho anh bên ngoài ha, không có quay video clip nha, có thể bói quẻ. Rồi thì qua cái quá trình mà mình xem nhanh từ đầu đến giờ anh hài lòng mọi thứ chứ, về những cái gì anh đã trải qua, những thành công hay là những tài sản nói anh có anh hài lòng chứ. Nói chung là cũng đúng, tại vì thật ra mình làm ấy là mình làm thì đúng là thu nhập nhiều mà ra cũng nhiều, nói chung là cứ nó cứ như vậy thôi, nghĩa là làm gần như là người ta gọi là cũng là gọi là làm lớn lớn gọi là dạng như thế đó, chứ không phải buôn bán nhỏ. Ví dụ như mình buôn xuất phát năm khoảng cứ 20 mấy tuổi tôi đã đi buôn mì rồi buôn bắp rồi, nhưng mà buôn bằng cái lớn chứ không có chở nhỏ nhỏ như người ta, mình buôn bằng kiểu xe tải hết luôn, kiểu dạng thế. Làm cũng nhiều mà cũng người ta lợ cũng nhiều, mất cũng nhiều, rồi cuối chung là nhiều lắm đấy, cuộc sống như nó cứ như vậy thôi đó, nhưng mà được thì thấy nhiều hơn mất, có nghĩa là như vậy. Mình thương người cũng nhiều, nhưng mà cũng nghĩa là tồn tại ngày hôm nay thì thật sự là nếu lúc cái lúc mà vừa rồi mà nói về cái lúc mà chưa đất nó chưa bị đứng ấy, thì tài sản có khi lên hàng trăm tỷ, thế nhưng mà cũng nợ cũng nhiều, nên là nói chung là nó là như thế đấy, mình to xong lên đấy như vậy.
Thì thật ra nói là còn mình chủ yếu là mình xem về cái hậu này mình làm liệu là nó như thế nào, nó có hiệu quả không, hay là đến hết thời rồi, hay là nó làm sao, ý là nghĩa là như vậy đó. Giờ thì quá trình mình xem cho anh là anh hài lòng mọi thứ ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngưng cái video clip đến đây. Rồi cái phần mà anh hỏi thêm này mình sẽ bớt vẻ ra, mình sẽ không quay vào trong video clip ha.